Con là Nguyễn Hoa xin gửi lời chào trân trọng và thân thương nhất tới quý cô, bác, anh chị. Con xin thay mặt gia đình của con, thay mặt cho chương trình Thiện Nguyện Trái Tim Nguyễn Hoa, con xin được phép thay mặt cho mẹ của con là Thu Trang gửi những lời cảm ơn sâu sắc trước tiên tới quý cô, bác, anh chị đã dành thời gian quý báu để ngày hôm nay tới đây tham dự, ủng hộ tinh thần cho gia đình của con với buổi tiệc nhẹ mang chủ đề lời du cho con. Mẹ con nói với con rằng mẹ đặt tên chương trình là lời du cho con bởi mục đích của chương trình này mẹ làm là thay lời muốn nói, gửi lời tri ân, giao lưu với những thân hữu, và mẹ muốn nói lên một tiếng nói chung của tất cả những người mẹ trên thế giới này với các con của mẹ rằng mẹ yêu con và cảm ơn con đã đến bên đời của mẹ. Để mở đầu cho chương trình, con xin trân trọng giới thiệu bài hát đầu tiên được trình bày do tốt ca là những người bạn hữu, các cô, các bác, những người bạn nhiệt tâm với không những cá nhân mẹ của con mà con là những tấm lòng nhân ái của cùng chung tay giúp đỡ cho chương trình Thiện Nguyện Trái Tim Nguyễn Hoa. Xin quý vị cùng lắng nghe bài hát Cô Tấm Ngày Nay. Cánh diều tuổi thơ, cánh diều năm cũ, vần thơ thủ ấy còn ghi, nhưng ngày thơ ấy đã ra đi mất rồi. Trang thơ vàng úa tả tơi, còn đâu nữa hai mảnh đời hai phương. Lạ lòng nghe nắng chiều buông, sầu rơi lấp cả con đường tình thơ. Vẫn còn nghe tiếng ầu ơ, cánh diều năm cũ bây giờ còn không. Yeah.
từ nay.